thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc là khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc là khổ của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có hướng là có cái danh là khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh là khổ của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát? chính cái danh ngã hoặc vô ngã của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc ngã vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã vô ngã của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh ngã vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh ngã vô ngã của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra